Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phần lớn thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 là các hộ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đến nay các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ ngày 6 tháng 9 năm 2024 đến hết năm 2024. Tại Agribank chi nhánh Hưng Yên 2 đã có trên 1.500 khách hàng bị ảnh hưởng, trong đó đáng chú ý là huyện Văn Giang có trên 1.350 khách hàng với dư nợ trên 660 tỷ đồng. Đến nay chi nhánh đã thực hiện miễn giảm 0,5% lãi suất đối với trên 800 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Đồng thời miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả. Tùy theo mức độ thiệt hại, đối tượng khách hàng có thể điều chỉnh mức giảm lãi suất cho vay cao hơn mức quy định này nhưng tối đa không quá 2% trên năm. Còn đối với khách hàng vay mới thì chúng tôi cũng đã chủ động rà soát tùy từng tình hình mức độ thiệt hại của khách hàng để chúng tôi có thể xem xét điều chỉnh 2% trên năm đối với khoản vay mới để khách hàng kịp thời vượt qua khó khăn và ổn định khắc phục lại cái tình trạng kinh doanh của mình. Tại Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã có 165 khách hàng bị ảnh hưởng với vốn vay trên 880 tỷ đồng. Trong đó, đối với dư nợ hiện hữu, chi nhánh hỗ trợ giảm 0,5% đến 2% trên năm lãi suất cho vay, miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả. Tinh thần của Ngân hàng Nông nghiệp chúng tôi thì khi hỗ trợ bà con làm sao đấy là nó đơn giản nhất và nó nhanh nhất, bởi vì khi cơn bão đi qua thì cái thiệt hại tức là chúng ta đã nhìn thấy là nó rất là rõ ràng. Đấy cho nên là Ngân hàng Nông nghiệp chỉ cần tức là một cái ban hành một cái mẫu cái biên bản tức là xác nhận cái thiệt hại. Đấy thì tức là chúng tôi đã giao cho 100% tức là các cái cán bộ tín dụng ở tất cả các chi nhánh dưới huyện và tức là trên tỉnh này là sẽ đến gặp bà con nhân dân và cũng như khách hàng vay vốn là bị thiệt hại do bão thì xác nhận hay là lập cái biên bản tức là xác nhận cái thiệt hại về tức là trên cơ sở đấy là chúng tôi sẽ tiến hành tức là hỗ trợ khách hàng. Đối với khoản vay mới của những khách hàng bị thiệt hại phát sinh từ ngày 6 tháng 9 đến hết năm 2024 sẽ được các chi nhánh Agribank giảm 0,5% trên năm lãi suất cho vay theo từng đối tượng, lĩnh vực. Trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân, không áp dụng giảm lãi suất đối với các khoản vay cầm cố, giấy tờ có giá. Qua đó, có phần hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa chi phí, có thêm nguồn lực để sớm vượt qua khó khăn, tái thiết sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.